Nghe nó khác nè. Nghe nó khác, khác. Nghe cái tiếng đều hơn nhiều. Tiếng đều hơn. Đu. Ê. Ê, nó khai. Kỳ vậy, kỳ dưới. Ra, nó thật ghê á. Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn tiếp tục với tựa game Monbazu này. Hiện tại là mình đang có một cái tin vui nha các bạn. Đó chính là sau chuỗi ngày mình nói chuyện với lại cái anh trai bán xăng á, thì mình chuẩn bị đạt được tới cái cột mốc là mình truy cập được vào trong cái kho phế liệu. Thì mình sẽ đi vào trong đó, mình sẽ lấy cái hộp số về, mình gắn vô cái con bim báo của mình ha. Bây giờ để mình lùi xe ra cái đã. Xem vào mày thích. Ê, anh mới biết là cái bộ RGB này gắn vô được con xe bán tải luôn á. Em đừng đùa. À, vậy là đổ được bán tải. Được, được. Từ cái hồi mà mình có cái gara thì trên nóc xe của mình nó có cái remote các bạn, để mở cửa. Tuy nhiên thì mình không có điện. Và để kéo điện được vào trong khu của mình thì các bạn cần phải tốn 28.800 đô. 8.000 thì mình còn có thể lo được. Các bạn thấy bữa giờ mình làm không? Mình làm được 1.900. Mà bây giờ nó kêu mình cần 28.000 đô để mình kéo điện vô khu nhà mình thì nó khó quá các bạn. Rồi bây giờ để mình ra ga xăng mình nói chuyện với lại anh Jacket. Một ngày làm nhiều lắm được 500 đô cộng thêm visa đồ đó chắc được 700 đi. 728.000 thì làm hơn tháng trời. Khổ luôn, không biết nào mới có tiền để kéo điện vô nhà nữa. Mà nó không cho bán xe chứ, nếu mà cho bán mình bán còn bán tải cho rồi. Có sao gì bán tải là gì ta? Mua xe làm gì? Ủa thì bán nó lấy tiền thôi. À với lại mình có đọc thông tin ở trên wiki của tựa game này khá là nhiều. Thì mình biết được cái ông bán đồ ở đây nè các bạn. Ông sẽ bán cho tới khi các bạn mua đủ 5.000 đô ổng mới có tiền ổng thuê một cái chỗ mới để ổng mở một cái cửa tiệm bán đồ xịn sò hơn. Và trong khoảng thời gian đó các bạn cần phải cúng cho ổng 5.000 đô thì ổng mới có thể ra được một cái tiệm xịn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ổng có bán một số cái động cơ xịn hơn cái chỗ của ông này, cái chỗ Caligas này nè các bạn. Giờ mình về số cái phanh tay đèn rồi cái bên một cái đẹp mà anh trai. Ok, ok anh nhiều. Anh kêu là nên ngó qua cái bãi rác của anh, bãi phế liệu của anh. Nhân tiện anh trai dễ thương cho nên là em sẽ ủng hộ anh cái vô lăng ha. Ok không anh? Thôi nói gì chứ em có tiền để em mua anh ơi. Em mua cái bộ chống rỉ sét 40 mấy đô mắc lắm á. Đó coi mình dùng sao ta. Nhưng mình đem về nhà mình dùng á. Khỏi dùng với anh. Rồi, giờ mình sẽ đi qua bãi phế liệu của anh trai này. Giờ mình phải lết về nữa, khổ vậy. Mình chưa biết cái công dụng của cái miếng nó dùng làm sao hết các bạn. Tại vì nó là cái đồ để chống rỉ sét á. Nó bỏ những cái vết rỉ ở trên xe của mình. Ví dụ như là cái cửa và cái nắp capo. Quăng cái đó lên, tự làm cho. Ê, có nào nó bỏ vô cái máy rồi. Nó lấy cái máy, lấy cái lửa mài, nhà mình mài không vậy? Ở coi cái bãi rác đó là ở trên đó thì mình chỉ có đúng cái đường là mình về đây mình vòng lên thôi. Đợi đi, tôi mà gác được cái hộp số, không biết hộp số mấy cấp số nhưng mà biết nó là số sàn đó. Hộp số 5, 2 cấp số. Số tự động là chỉ dành chạy cho mấy người lười thôi, chứ còn dân đua xe là phải dùng số sàn. Phải đạp côn vô số rồi chứ các bạn thấy nó lì không? Nó lì ơi là lì luôn nhỉ. Thì mai mốt anh đi xe công thôi nha. Đi khách hàng nha. Dạ dạ. Ô mà đừng coi sức lừa ảo thôi, em chịu anh thương. Đâu để coi đây, khúc này là khúc xuống dưới đường kia nè. Ê mình lấy con này mình đi nó có kỳ quá không vậy? Có anh. Để anh về anh đợi bán tải chứ anh thấy đi đường kia. Nhưng mà không sao đâu, chắc là con biên báo mình nó sẽ. Con này chứa được hộp số không? Được. Cái hộp số nó nhỏ mà đâu có gì gọi là ghê gớm đâu. Ban đêm đi không sợ ma. Ma sợ thật lắm. Gì mày, mày nói gì mày? Ê mày nói là sao mày? Ê cái báo đó chị ơi. Đây là cái tối nè, xong rồi con xe container đang kéo nè, cái mấy con nãy chạy xung quanh. Cả
quen lắm. Bảo à, mấy con đó không chui được chứ, ủa mấy con này không chui được xe nó thấp quá không thấy đường đi các bạn. Trời trời trời. Ủa trời. Mình về số lùi đây nè, số tự động cho nên là không quen. Sao nó phần thưởng con xe thì mình phải đi con xe để mình lấy chứ đúng không, chứ đâu thế nào đi bán tải được, không đúng. Rồi mình theo cái đường này, mình như mình nhớ nhớ đường rồi các bạn, bữa giờ mình cũng nhớ nhớ đường. Trời 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 má chụp anh mới thấy cái xe nó nhọng đít lên trời đúng không, đúng rồi nữa à, mỏ rồi không, cái xe mình nó có mỏ đâu mà cả thế, con xe mình không có mỏ. Mấy đứa quên rồi hả, xe mình không có mỏ, xe mình nó đâu có cái phần cản trước đâu, cản trước cản sau làm gì có đâu mà. Ghê, nhớ đường luôn ta. Thôi em đùa, tôi có hai đường chứ nhiêu, sợ lỡ nổ luôn rồi. Xe thấp quá, xe thấp thấp đó thì nó giống đua, nhưng mà để ghế cao quá thì nó dễ nhìn đường hơn, nhưng mà nó cái đầu nó đụng trần các bạn. Trời ơi cái đường kìa, nhìn cái đường kìa, cái đường luôn chảo. Rồi ở đó tới giờ số rồi đó. Hết ga luôn nè. Vô số liền. Ủa đúng đường không nhận, thấy nó sai sai vậy, khúc này nó sai sai vậy. Đúng rồi, phải quẹo một cái nữa rồi mới đi lên. Chắc họ gọi xe cứu hộ về kéo cho nó lẹo quá. Trời cái đường. Ê tức là đi bán tải nó đâu có từng tới vậy đâu ha. Nó cao với một nó rồi. Tới rồi. Nè mấy đứa không tin anh đúng không? Rõ ràng là con xe này nó không có cái phanh tay. Đây à. Nó đâu có cản trước đâu mấy đứa. Đây đó. Nó làm gì có cản trước. Cản sau thì cũng thiếu luôn khúc này. Thiếu đâu, nhiều sao lắp, lấy cái cản xe nào lắp. Trời ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Nhưng các bạn phải tới các bạn nói chuyện. Lấm. Ê mà con xe mình chở hết không vậy? Được. Chở hết đằng sau. Bỏ ghế đằng sau. Được hết. Nè nè. Gì? Cái gì? Có khi nào trong đây nó có mấy phụ tùng con này không ta? Không biết nữa. Thì đó nó có con này nè. Mình đi kiếm đi. Đi mò. Rồi. Cái bàn tay tắt máy. Mà nếu gác giờ mình sẽ mở cốp, mình sẽ mở cửa bung hết ra để mình. Ê tính ra cái mâm này ngon nha. Hàng ôi em. Không ngon lắm, nhưng mà ít nhất nó đỡ được cái mâm rỉ của mình. À, mâm thì giờ để tạm ở trong để dừa không nữa không biết. Dừa cốp sâu ấy gì nữa. Rồi. Nó có cái nút để bật cái hàng ghế sau ra kìa. Có không? Có cái điện. Này láo thiệt chứ. Quả lừa cái. Anh đóng tin hả? Ngon. Vô phế liệu mà lấy được mấy cái mâm này là về. Ê mình đâu cần đóng cốp đâu. Ê anh thấy cái đít xe nó nặng xuống rồi đúng không? Đúng rồi, bỏ cái mâm vô mà. Miếng cơm manh áo. Miếng cơm manh áo. Rồi xong một cái ha. Cảm ơn nhiều. Okay, cái gì đây? Có gì khác không? À, radio nè. Ở dưới có cái gì kìa? Ô hả? đèn. Cái đèn có chút ít kỳ vậy. Thôi cứ lấy đi. Đèn của con lít mình bên, các bạn. Có một bên rồi, phải có bên kia nữa chứ. Để đi kiếm. Mốt mình về mình làm mình chia đi bật, em. Bật cái đèn pin lên anh. Bật cái đèn pin lên. Ê có vô lăng nè. Có vô lăng nè. Vô lăng mới. Trời ơi, tôi không cần phải thấy cái cảnh vô lăng. Hên là chưa mua vô lăng bên kia đó. Hay quá anh ơi. Ê cái gì đây? À đèn đây nè. Đèn. Phải có hai bên. Tức là con xe nó có nhiều đồ dữ ha. Rồi để coi xe này còn gì nữa không. Mỏ tới cùng. Có cái cục radio á, nè anh thấy có cái cục radio á. Con này là con cô nít gì tháo đồ đúng không? Con cô nít y chang xe mình luôn nè. Cục radio kìa. Không lấy được. Con mới hơn xe mình á. Không lấy được. Con này là gỡ từ xe mình. Ờ, nhìn xe nó mới hơn ha. Không mà cái sơn nó cũ, cái radio này không lấy được. Chắc mình sẽ cho mình. Ờ, bị dính. À đây. Lấy được rồi. Ok. Ủa xe mình có radio không? Hình như không. Không. Ê. Lắp vô luôn. Lắp vô luôn rồi. Cũng được. Rồi, vậy là con xe này hết đồ đó. Đừng chôm nữa. Đủ rồi. Hết rồi. Từ từ. Lấy đâu. Chôm cái gương kìa. Bình. Cái gương không lấy được. Này gì đây? Không, bánh xe không lấy được.
kiếm cái hộp số đi anh. Xe từ từ anh đang đi kiếm nè, để anh ra. U ra nhiều xe quá ha. Mấy con xe này giờ đợi tới ngày. Ê! Trời ơi. Ủa mà con này đang không có cái chân côn, vậy là lắp cái hộp số này vô là nó nhét thêm cái chân côn vậy đó. Anh cũng không biết nữa. Á! À, cái cứu tôi. Và cái cần số hiện là tại nó đang là vậy nếu mà nó gắn cái hộp số thì nó biến đổi như thế nào ta? Nó gỡ cần số hiện tại ra. Ủa cái đèn kia đâu rồi? Sao vậy đổi vô? Để không cái đèn kia đâu? Rồi, đóng cớp lại được rồi. Cái đèn đâu? Từ từ để cái đèn vô trong xe đi. Rồi hộp số để trong xe đi. Ủa cái đèn kia đâu ta? Cái đèn kia đâu rồi? Bên hông á, bên trái á. À đây nó này nè. Ờ, nó ẩn thân kìa trời. Hộp số để ở đây. Nó nghiêng cái xe liền luôn á. Trong này nó là cái gì? Phải có điện. Le Missile Scrap Connect. À, Le Missile là một cái mình chưa có đủ thân với lại thằng Jacket để mình có thể mở được cái gara này. Mày cắt ở ổ. Store bay. Store by instruction. Play a vehicle here to unlock it and improve. Oh. Ok. À, ý là dành cho mấy người máy yếu. Ngồi được. Qua. Wow. Nhé. Wow. Đem về luôn. Đem về luôn. Ủa. Trời ơi, con xe. Xe đi được quá. Theo như mình biết thông tin là con này nó gọi là Le Missus. À, nó là một cái con xe đua các bạn. Mà mình đem về luôn hả? Đi luôn. Đem về luôn. Đem về luôn hả? Thôi để từ từ đi. Mình chưa cần con xe này đâu. Mình đang làm xe mình. Xe này xe đua nó không làm được gì chứ. Nó không có đồng hồ gì chứ. Chán lắm. Không còn ra được nữa. Hả? Ok. Vậy là cái kho thứ ba đó là cái gì á? Còn mấy cái này là nếu mà lát quá thì các bạn để vô đây nó sẽ làm gì đó để nó giúp cho các bạn cải thiện cái FPS hơn. Có gì lấy không? Chiếu đi anh, mình chiếu đi. Đang chiếu này, đang dòm nè. Không có. Chắc chôn như đầy đủ. Rồi thì có hộp số là ngon rồi đó, nhưng mà để coi. Mấy xe này, để, con này để, con Mustang hả? Kiếm thêm cục máy luôn vậy. Thì trên đời mình cũng phải tham lam xíu với em. Tham lam quá nó không tốt. Tham quá rồi, lấy cái cục máy xe ở giữa gắp lắp vô đỡ đi. Thấy cục nó cũng được. Thấy cái cây nảy bánh nè. Cái đồ là cái đồ bánh. À nảy bánh khỏi cái mâm á. Ờ, nảy, ô là nó nằm ở đây luôn hả? Không đem về được hả? Không. Ý ấy cái bộ phận của con bất kỳ rồi chở thấy quái nào nhỉ? Ôi, trong kia cả đằng sau cái ghế đằng sau kia anh nên thử để như này rớt được nếu mà mình chạy chậm thì mình không thể nào rớt được, em hiểu không? Không, anh chạy chậm nhưng mà cái đường nó như quần què, cái đường nó ý vỏ xe nè. Á đu vậy là phải lấy con bán tải mới chở được nhiều. Vỏ xe có con cái vậy. Ờ, sao có cái vỏ vậy? À đây. À đây hình như đủ luôn á quà. Bốn vỏ. Ê anh ơi, anh nảy cái vỏ vô cái mâm, anh nảy cái vỏ vô cái mâm. Để lên đây. Rồi, lấy cái vỏ gắn vô. Đúng rồi. Đầy mâm. Rồi xem mình có mâm mới hay các bạn. Mâm đẹp là được. Rồi ok, được. Vậy được á, hợp lý nè. Vỏ này chạy ô chi sần luôn. Vỏ cái. On season. Dạ mình cũng vậy mà. On season. Rồi đây cái này nè. Cái nữa. Cái kia bay đâu mất tiêu rồi. Còn cái nữa, cái nào mới mới á. Nhìn cái nào mới mới là biết. Bốn cái à, mà có kia bay lên kia à. Ủa. Hình như còn cái anh bỏ vô trong xe đúng không? Nè. Đâu lấy rồi. Nè, đúng rồi nè, bốn cái đúng rồi. Hảo. Hên quá. Ờ ha, đúng ra lúc đầu mình còn tính đi về nhà mình để mình làm nữa. Cái bộ rồi sao? Rồi. Cái game này cái kiểu để đồ của nó các bạn có thể để xuyên được á. Nên nhiều lúc các bạn chỉ cần để nó lệch xíu là nó vô trong kìa đây nó đây nè.
Đó, này mình nhìn có phía hai sau ghế nhìn. sau để làm gì? Ừ, hợp lý. À, đây, Ủa hình như ngồi được luôn. À đâu. ngồi được, anh thấy. Ê, để bắt đầu nó hơi vướng vướng nha. Ông mình cố nhét đi anh. Nhét được không vậy? Cố Được chấp không đi trời ơi. ông. Rồi một Cái này cái đằng để trước, tôi cái đằng xem trước, cái đằng trước đi. Đó, lật lại à, đóng đóng cốc. xuống. Đóng cốc, cái đóng này rớt Còn xuống. cốc rớt cái bánh. À, Để vậy cái bánh nếu ở trên. mà từ từ Còn cái hộp mở số cái dưới, cửa ra còn cái coi. hộp số dưới, còn cái hộp số ở dưới. Không, anh nghĩ cái bánh xe mình để đơ, ở trên. Còn cái bánh bút ghi này mình để vô trong. Đó. Đó. Hợp Giờ mày lý. đóng lại. Trời Đi ơi, qua cái mày này đéo cầm gì. tôi. Cái Cái cửa. cầm tôi nó giật gần gần cả ở dưới luôn Không xem. cái cửa Không kìa, xem cái cửa cửa quần áo gì kia. à, đóng cửa lại. À, cửa đóng không vô. Anh đã để cái bánh xe dưới cái chỗ để chân á. Dưới cái Để hộp cái hộp số. số, để Rồi, cái hộp số chứ ngon cho lành. uống. Anh ấy nó không Đổ ổn. nè. Anh ấy nó không ổn. Anh này, để nó dưới cái chỗ để chân nè. Rồi đây đây, đi về rồi. Ủa, hết đóng được luôn. Được 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 được. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Đi Còn về gì để lấy nữa đi, không? đi Không có về đi còn cái về gì nữa đi đâu. về Lỡ đâu nó còn đi gì vậy Sam, hiểu về. không? Đừng rồi, Thôi đi về. Ê, một hồi trời tối nó mới ghê nè. xe ông Hãy bật vẫn đèn lên. Đó. thấy Bật ông công tắc vẫn đèn bình lên. thường, Bật pha lên. Trời đất ơi. nhưng mà có ma Vậy. Cửa. có Đóng cửa từ không? từ thì người ta chạy lên người ta mới đóng cửa mấy em, ngộ quá. Ông Đóng 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 em cửa cái cửa cái anh. xe, cửa Không, xe anh chứ kêu đóng cái cửa không này phải là nè. không có đóng nữa. Không Anh đóng tính được đóng cho rồi, nó đó đi chứ. về đi anh ơi. Bật đèn pha lên anh, Rồi nè, bật bật ngay nè. vậy. Cái này đèn code mà. Rớt đồn lum la nè. Mấy đứa biết gì không? Rớt đồn rớt. Kẹt rồi. Phải gầm Phải rồi. gầm rồi. Để Đi lên lên xe, đi. để lên xe hết mới có thể, để lên xe hết mới có thể. Trời ơi, con xe này ma nào dám đụng. Lên. Đúng rồi. Anh ấy gặp mình nó thấp lắm luôn á. Trời ơi, nó Anh lì. thấy là anh chạy chú ý coi Nó chừng đi rú. đồ quá. Ê, ê, có chân lọt đèo nha. Bật đèn pha lên đi anh. Đèn pha đó, coi đèn pha, đèn pha, đèn pha, Ừ. đèn pha. Con này nắm đâu vậy? Đây đây phải đấy. Đây. Đây Ok. phim. Chói. Để mình mở nhạc Nhắm cho nó mắt đỡ 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 ghê, các bạn đợi xíu để mình mới có cái radio luôn, mới sắm luôn. Bật lên. Không, mình không nghe cái này, mình nghe cái này. Bye bye đi. Volume nó lớn lên. lại. Cách chống ồn quá anh. Chống ồn hiệu quả nhất Đó, có đi. xe hơn chống ồn. Trời ơi, bass đập đầy đủ. Lai con Đây xài lên. được nha. Lên xịn dữ. Thì trong rừng mà. Anh ơi, coi chừng rớt Vậy cái bánh xe. dưới là Biệt không biệt 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 biệt. dễ. Quang Khói Không rớt được đâu, nhiều không rớt được đâu. quá. Tên anh đi, anh đã đóng cốp rồi, nó không rớt được đâu. Ngồi về còn hai cái bánh. Thôi đi mình khỏe lắm. Tối nay giờ mình ghé hàng xóm mới. Thấy cái gì Nhớ được không? Ủa sao bài này nó không có, nó không có toàn biết không vậy? Đi. Tối là anh đang hơi mù đường. Trời ơi. Ủa? Đúng đường mẹ. Nè. Anh thấy đường rồi, cứu anh rồi. Giờ sao muốn cho anh em trả thấy định hướng. Đây cái kính tu binh kìa. Chứ Sao chứ toàn mấy bài không lời không vậy? Hả? Cái đồng chảo này. Quẹo tay. Đúng rồi. Lớn nổi. Ngồi lên Lớn lên lên nổi. Lên. 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 Đúng rồi. Có tiếng rồi, có bài này có nhạc. Còn mấy bài nó là nhạc không lời các bạn. Để cho anh hát hát cho mình đỡ sợ. Ê, con này biên báo đúng là đồ đồ xịn, loa đồ nghe đã ghê á. Ê mấy đứa ơi, anh đói mấy đứa ơi. Nói kìa. Anh đói Để với từ lại anh từ khác nữa. Nãy giờ anh chạy anh biết anh đang chạy đường nào. Anh đoán là đúng đường. Cái Nè kiểu quẹo giống lên là đúng giống rồi nè. cái kiểu giống giống quen Đúng rồi, đúng rồi, tới nhà, tới nhà, tới nhà, tới nhà, tới nhà. Đúng vậy. Ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái biển báo nè. Đi ngã ba, đi ngã Đó, ba. báo nè, biển báo nè. Ủa? Gán này mốt tao có tiền tao mua cho mày bù cục xịn nha, gán lên xe, gán lên.
nhắn lên đưa tao về nhà đi. Đúng rồi, đường cái nằm đường, đúng rồi. Giỏi quá, tới nhà. Vô. Lại càng nha. Mình mở lớn lớn xíu. Ủa, lộn. Ủa, này đúng rồi mà. Nó bị... đang chạy xe nó vô chỉnh nó gì mình chỉnh không được. Này đường về nhà mình đúng không ta? Nhìn nó hơi khác. Đúng rồi. Đang chạy vào cái tốc độ rất là chậm các bạn. Để sáng thiệt. Này là anh chỉnh mới 50% nữa nha. Anh mà chỉnh 100% nó còn sáng nữa. Hả? À cái đèn á. Ờ cái đèn á, cái đèn cầm ở dưới mới chỉnh 50 à. Vậy dễ lao túi lắm nha, tính mua là lao quá. Ơi hoài, đừng có nói hoài ơi, đừng có nói hoài. Được. Anh thắng nó rồi, cái xe nó trượt xe đi luôn quá bà. Ở nhà mình đâu vậy? Chưa đi lộn đường thấy gì rồi. Rồi đi lộn đường rồi. Đúng rồi. Yeah. Cho em xuống, cho em xuống. Cho nhà ăn lẹ, cho nhà ăn lẹ. Rồi, cái nhà của tôi. Húp miếng, rồi ok. Ăn miếng, rồi ok. Máy xe kẹo phanh tay đi ngủ không sao, mình có rất là nhiều việc để làm. Get go. Một ngày mệt mỏi, nó sẽ ngủ tới 6:20 đâu, anh nhớ mình đường 6:40 mà nó sẽ 35 rồi. 35 luôn rồi, hôm nay có rất là nhiều điều để làm. Ơi mình chưa tắt đèn luôn á. Gọi điện, gọi xong điện. Cái bình xe tôi để tôi gọi mẹ tôi cái. Nhanh nào, sáng ra mình cũng gọi hết hông hết trơn các bạn. Cái số này là gọi ông xe buýt, ông tới ông rước mình. Ừ. Đúng rồi mẹ. Nhìn cái đống xe của mình kìa. Tắt đèn, tắt đèn. Rồi, bây giờ... Lôi ra. Vô có được đâu mà vô, điện đâu mà vô mày. Lôi ra chứ đâu có vô. Ủa anh nghe em kêu là vô gara. Wow. Em kêu là lôi ra mà. Đưa vô nó dính cái bốn cái bánh liền mà nó không có cái gì. Kiểu nó gá đỡ á. Bây giờ mình lấy cái cây này mình nâng làm sao nâng cái xe mình lên được ha. Nâng được mạnh. À đây. Nâng vô thay bánh rồi. Đó. Trời. Thay dũa, thay dũa, thay dũa. Nâng vô thay bánh. Thay dũa. Rồi, thay hai bánh này trước. Đây. Đéo thấy ốc rồi nha, ốc rỉ xét hết trơn. Nó kìa. Ốc rỉ à. Các bạn phải tháo từng con ốc ra luôn á. Thôi mà sao mình được cái bộ mâm mới là ngon rồi. Dục nó đi. Mình có cây súng mình bắn với lại à. Không biết khi nào có tiền mua súng nữa. Tức là mình dục dưới đất được mà. Đỡ đi chứ giờ ốc chưa có tiền mua bộ ốc nữa. Đi nữa anh cắt lại mà đem đi ngay. Thì bởi vậy anh mới thắc mắc đó. Ây giờ tính ra là mình để mình mua ốc ngon mà mai mốt mình cũng thay mâm mà. Để đây là thay mâm xịn, đây này mâm này mâm zin thôi, nó chỉ là đỡ này kia thôi. Đỡ nhìn cái... xe mình nó kỳ cục rồi các bạn. Trời cái phục nó gỉ kìa. Thế quái là anh bắn con ốc nó văng lên đó. Này các bạn, trong lúc này á các bạn biết làm gì không? Hết chỉnh được âm lượng rồi. Nè. Trời ơi. Chắc cái này là chắc 4. Ok. Đó, vậy nó mới chiến. Hồi chiếc xe hết bình lúc nào. Mình có thể mở được con xe này luôn các bạn. Nhưng mà thôi xe cứng mình. Xe kia hết rồi kệ nó. À, nó tự điều chỉnh luôn rồi. Nè à, con nó để đi. Ủa nó văng đâu đó vậy? Trong cái lên mới lộ ốc ở trong xe. Nghe là biết không? Ủa sao biết không vậy? Thôi kệ cũng được. Nghe nó cũng hợp lý trong cái hoàn cảnh này ha. Ủa gì? Cái bánh này anh đã thay ra đâu mà anh gỡ bên kia thì anh ai biểu anh gỡ để nằm trong này đi. Bánh này còn cái mâm này sơn được nó nhưng mà nó bị rỉ.
Mà mâm này mâm xe tải các bạn ơi. À, nhìn nó xe tải nè. Bay cái chân. Vô, vô. Vô, đẹp liền. Này đi sơn nữa, này mốt đi sơn nữa, mốt mua lọ sơn gì sơn rồi cái cây mình lấy con ốc để gắn luôn. Ô nhưng mình gắn cái lỗ bự trước đi. Không gắn lỗ nào trước được. Đây không bự nè. Ổ ốc này có bị gỉ không? Có. Cái đầu ốc nó còn quơ 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 nữa kìa em. Mà đỡ đi chứ nào mình có tiền rồi mình nào có tiền thì mình mua ốc khác. Nào thay mâm đi tại vì mâm giờ nhưng mà thay cái mâm nhưng mà cái bộ bên trong nó hơi rỉ nha. Kệ đi. Có tiền nhìn đỡ đỡ đi. Yeah. Dạ. Dạ. Ok. Dớ quà quá. Có nha. Rồi, check nè, check nè, check nè, check nè. Ngon xong. Dạ, rất là rồi. Ủa, con nấu 4 con hả? À? Dạ, con anh cất ở trong kia á, nhớ không? Con. Hai con, anh cất hai con trong nhà kho, anh sợ lạc mất. Kìa. Biết không? Rồi, mâm đẹp rồi, mâm đẹp rồi. Trời ơi, dạ, hỏi tay có đề nghị mua cái súng. Có, đâu anh cũng mua đi. Nữa chứ hình như nó có bán mà không có đủ tiền mua. Rồi, xong rồi đó. Giờ mình để đây. Gỡ này ra. Qua đây kích lên. Gỡ này ra. Cái kích không là cái kích là cái... Ủa, mình bơm bánh xe cho ta. Tí nữa bơm. Các bạn nó để là áp suất lớp mà nó khuyến nghị là 32 PSI tất cả các bánh xe nha các bạn đây nè. À, thông số lớp là 205 60 15 mâm 15 inch hơi nhỏ. Mốt mua mâm bự bự. À. Còn thông số mấy cái bánh xe 32 hết. Rồi, cái cây khóa mình có thể là mình sơn cái cây khóa này ra cái màu cho nó nổi được không? Ổng dục bỏ lết tùm lum rồi lai trời. Tôi lấy cái này tôi chọi đầu em luôn bây giờ á. Let's go. Yo. Ủa anh, nào anh không hát rồi giờ anh hát anh. Để nó má xe xuống hồi hết bình thiệt á. Nổ xíu, hết bình thiệt á. Nè nè, đem tháo con này còn không nè. Ê mình có thể tháo cái bánh mình gắn qua cái bánh này được luôn á. Ê y chang nhau à, chứ cái thước của cái vỏ này nó bự hơn thôi. Rồi để dành nào mà ở kia nó có công mâm hư mâm thì đánh tiếp. Cái độ bơm là sẵn để. Hello anh. Ủa là hộp số hồi mình nâng lên cái gì để mình gỡ hộp số ra ta? Nó liên quan gì gầm xe rồi đúng không? Nó có vô chuyện kia mượn quá. Từ em nghĩ anh đang nghe nó ồn quá không nghe được gì. Ờ, ấy mà cái đồ kia mình có thể ra đây mình nằm được không Hoàng? Đếp biết anh chuyển ra được. Anh nghĩ nếu mà mình đẩy ra đây được thì nó sẽ được đó, hoặc là nó chỉ cho phòng trong phòng vi gara thì thôi. Có nó liền được nằm đẩy ra thì bữa thì chờ lại nhà hồn. Nhạc ồn thiệt luôn á. Rồi. Ồn quá. Bự được rồi. Trời, có bộ dép mới rồi các bạn. Dạ. Tí nữa lấy cái nó gọi là cái gì, cái đồ nằm mình chuột ra ngoài. Anh mong là nó được đồ có mình mới thay được hộp số. À, mà mình gỡ hộp số ra cũng hơi cực đó nha, nhiều công đoạn lắm luôn á. Ông ốc mà mình gắn mua đồ để sao mình gắn hiếu không tôi xem mình nó rỉ nhiều dưới bay cái gì nó cũng rỉ hết. Ừ, xe như đúng là bay phế liệu được á. Rồi xong rồi đó xe. Để gỡ ở đây đi bơm bánh xe. Từ từ để tôi qua đây tôi đội nó lên cái đã.
Rồi bóp bánh xe nè. Không biết nè. Thì mới gắn vô à, đâu có gì đâu. 32 đúng không? À. Thấy nó bơm lắm quá, mình thấy nào. Nó tiệm bơm nó lẹ ha, đạp này về chắc móc lên cơ luôn á. Anh dám chạy ra tiệm không? Anh chạy ra tiệm mà anh liên hệ tiệm mua đồ 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 đồ. Đúng nha, đúng nha. Ủa gì vậy? À, đó. Lên cái nữa. Không, vậy là vừa nè, vậy là vừa nè. Xả bánh sao xíu mà ơi, trời nóng nó còn đó. Lên nữa. Thì nó khuyến nghị là 32 thôi. Cái ốc ở giữa nó khuyến nghị. Đập quá, xung quanh nó khuyến nghị. Ốc ở giữa còn mới ghê. Bánh nó bự ra kìa mọi người thấy không? Gọi là cái đục. Đây mày, nó xui mày. Là lớp dột, xếp dột. Đẹp rồi đó. Đó mọi cái bánh cuối này rồi. Bánh nó trâu gắn vậy bạn. Nó mới tháo ra nhà mấy thằng kìa. Bớt trù nha. Đâu, mình chạy ba cái mông, ba cái mới một cuối cùng. Nấn xe lên rồi kìa. Đã thấy mùa nội luôn. Mà tính ra cái đồ bơm này mắc ha. Rồi đẹp. Được rồi. Được rồi, đã biết. Rồi. Đó, vậy mới đúng. Rồi, để đây đi. Giờ mình thử cái này xem coi nó được không nè các bạn. Nó có thể lăn ra được kia không nè. Nói gì ở đầu á. Em nghĩ là được. Anh cũng nghĩ là được. Em nghĩ là được. Được, được. Ngon. Trời ơi. Gỡ ốc nha. Ủa cái cờ lê đâu? Chưa lấy khóa. Mở lết đâu rồi? Trên cái cổ. Đúng không lắm nhỉ? Không biết phải tháo nhiều không nè. Từ để coi. Đây. Tháo từ bô luôn rồi. Tháo từ dưới luôn. Không cần tháo bô. Đỡ đi. Quăng hồi mất ngốc cười chết. Trời. Đỡ đi mấy đứa. Ê này mình tháo ra hết được luôn nè. Cái xe mình tháo ra sạch sẽ được luôn nè. Rất là phốt. Còn dưới cái gì ơi. Còn con nữa. Đâu vậy? Kìa chết kìa. Yeah. Từ từ cái xe này nó quay cái góc không được mấy đứa. Từ bình tĩnh bình tĩnh. Cái miếng này nó quay góc nó kỳ quá. Nè. Đó, dịch liền. Đây nó gắn vô mấy chỗ. Ê, có nào nó rớt đè đầu là mình không vậy? Thì đúng rồi, rớt vô đầu mình. Chưa, còn con nữa hay gì á. Không nữa. Còn ở trên nữa, còn trên cùng nữa. Đó. Đó. Đây. Nè, lớn. Rớt hộp số nè. Không nha. Còn con nữa hay gì á? Hết rồi. Ờ, con hết rồi. Ừ, nhưng con này nè. Áo lộn con nè, rồi không biết gắn cái thông. Ừ, hết rồi đó. Sao giờ không lấy còn... xuống được? À, đây. Dính. À. Trời ơi, lết ra. Trời ơi, con. 6 hay 5? 5. 5 rồi. 6 hả? Có 5 nè. Ủa? 5 à? 6 con. 6. 1, 2, 3, 4, 7. Ừ, 7 con. Ủa, kêu nãy mình tháo rồi. Tháo con. 7 con. 3 con hai bên, 1 con hành phía con. Đó, 7 con. Trời ơi. Rồi, mở lớp. Gá đỡ rồi. Nó rớt xuống đập mặt mình chết luôn á. Nhìn cái bô nhìn nó kỳ quá. Tại vì tính ra mình mua cái bộ bô gì mình thay được nè. Hả? À. Anh cũng đang tính thay bô nè. Có số sàn nè, phải có thay bô nữa nó mới ngon.
Bây giờ tôi vẫn thắc mắc là cái chân khôn chứ là cái thì chắc là game nó sẽ cho mình cái đó thì bỏ qua đi. Rồi hỏi cái gì? Thế là tại sao nó mua một con xe khác cho phiên bản số sàn nha? Nhiều tiền chứ. Tiền nói điện con chân khôn nữa anh. Rồi đang đi tìm nè, dằn lũng dần. Đó kìa. Rồi, tự nhiên vô xe thấy có chiếc cô mấy cái kia chỗ. Đó, xong rồi đó các bạn. Vô xe mấy cái chiếc cô phải mình cất cái hộp số đi cái đã. Đó này là hộp số 10 cấp rồi. Đó hình như anh gắn cái đóng kia cho một số kia được á. Nè. À, xong cái này rồi nè. Một cái kia nữa. Ừ. Ốc này là ốc rỉ không mà các bạn. Còn cái này ốc 20, ốc bự lắm. Ốc 12 mình ốc rỉ xét hết trơn rồi. Cái này là mình gắn cái đống ống này vô trong này. Nó là gắn con bút ghi các bạn, nó là liên quan về cái con bút ghi này nè. Rồi kể đi, mình có 4 tờ giấy rồi. Giờ lăn này vô. Nó còn gì làm, để mốt thay bô ở đây luôn. Giờ mình thay vô lăn nhỉ. Đúng rồi. Thay hai cái đèn. Ờ à, hai cái đèn nữa. Cái chân côn rồi kìa, có số rồi kìa. Để đây. Đó, đây cái lần nó vô rồi. Thôi đợi anh tính gắn rồi mà nó thôi luôn em gắn thử luôn rồi, đợt gắn lên thử hết trơn rồi, xấu quá chịu không nổi. Rồi vô lần này có túi khí vậy. Đó có túi khí vậy đó, lỡ mà có bị gì thì không sợ. Rồi. Nhiều khi đó. Giờ để coi mình dùng cái bộ này mình đây nè. Đó trà được kìa. Trà. Đó vậy. Trà xong lên xe luôn. Rồi. Đúng cửa lại. Ủa rồi. Rớt gì đất rồi. Ủa rồi. Rớt. À rớt rồi nè. Đúng. Ủa là dùng nguyên chai luôn. Nó bị lệch màu. Anh ơi nó lệch màu. Thôi nó không xếp được. Không xếp. Cớp xong rồi đúng không? Đóng cớp. Có đằng sau còn gì đâu. Còn cái đèn nữa. Còn cái đèn nè. Để bút ốc cái bộ này. Đề nghị mua thêm cái bộ nữa. Đèn 3 con. Xe chiến liền, xe chiến liền. Con cái gì vậy? Kìa con kia. Con nó có liên quan gì? Con đó là cái cảng. Con đó là cái cảng mà. Hai con nè. Có. Liên quan mà. Ờ đâu cái cảng. Nó là cái khiên cái lưới mà. Con đã làm đúng. Gắn vô tự nhiên cái đèn hai chữ X nhậu lì. Không mà bên đầu. Giờ là mình mua cái cổ bô thay nè. Mình gắn hai con lên lo vậy. Mua thêm cái lon nữa. Ừ, mua cái bô với cái lon nữa là bao. Mua lên đi, mình lấy máy tải đi mua. Dồi. Ủa, mình lấy xe kia mình đi mua luôn được mà. Ủa, để cho nó vậy đi. Anh muốn thử hộp số quá. Thì từ từ, anh thấy đầy đủ vô chứ. Đầy đủ, anh mới mạnh được. Nhìn nó hơi kỳ đúng không? Nhìn nó thôn quá à. Nhìn nó hơi kỳ đúng không? Thế nó xấu quá à. Không lấy là được. Xấu rồi xong. Thế nó có cái đồ để ngã cái ghế xuống này đúng không? Đâu? Để cái thanh trên cái ghế kìa. Ờ, có mà nè. Không, cái thanh trên cái ghế kìa. Oh, mới biết luôn á. Ê mình ngủ trên xe được luôn nè. Ồ, ngon vậy. Họ dừng chơi là phải đi chơi đèn nệm hiểu không? Nhìn à, nó xấu thiệt. Đây nhìn mặt ghê vậy. Gì nữa? Cũng có thể. Đây mở đèn thử coi. Trời ơi, trời nó bất bằng keo luôn rồi. Được, kệ đi, lỡ tháo rồi. Cho anh gắn lên. Lỡ tháo là bất đòi hỏi đi. Mua thêm kim bu nữa. Trời ơi, nó được nhắm. Nghe là lực liền. Ủa con này là cầu sau đúng không ta? À, cầu sau, nó có cái trục mà. Ok. Sao gì vậy? À, chơi chỗ này
Trời chỗ này. Ủa? Ủa? Ai từ 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 đây đây. Vô bên đây. Đó, trời ơi. Thôi đích chuẩn cái là đâm vô nhà đi. Hộp số 5 cấp các bạn. Anh coi coi nó có nhảy đồng hồ thông cổ không? Không, nó đâu có nhảy đâu nè. Nó đòi bánh trước á. Gì vậy? Lùm lùm cái radio vậy? Trời, cái lực liền. Cái tên sẽ biết gì. Ủa có số lùi không? Hồi số có số lùi. Ủa không có số lùi. Không có số lùi. Có số lùi chứ mày, nè số lùi nè. Số 1 nè. Số lùi nằm ở ô kế số 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ. Rồi, được rồi đó. Anh đứng phía dưới là cái gì vậy? Cái tẩu hả? Nhông cái tẩu vậy? Mày không? Đâu anh kia? Nó còn cái gì đây đó nè, gắn được nó hay gì á. Rồi giờ mình sẽ đi vô mua một cái set bô để mình thử xem là nó có to hơn hay không nha các bạn. Để máy nãy giờ đầu quá. Không, tính ra xe này nó tiết kiệm ha. Bây giờ nó tụt có chút xíu à. Giảm bớt đi. Ủa em bật hát đi. Lúc đó mình đi đổ xăng con này luôn cái đã. Đâu anh, đổ vô kia đi anh. Con này nhiều mà, con này nhiều. Không, đổ con này xong rồi mình lấy cái bình này mình vô kia mình mua mới luôn em. Mình đổ thêm lại, hiểu không? Rồi mình đi con bán tải vô mà. Đổ vô máy phát điện chứ anh. Máy phát điện quan trọng hơn, điện linh thiện nó đâu có chạy được đâu. Con này chạy được. Không, máy phát điện như bữa đổ rồi. Nhưng mà nó chưa đầy. Trời ơi. Đại chúa. Em cãi tôi, cái nhà tôi cũng biết. Nè, xanh le. Bây giờ... Máy phát điện anh. Ồ, đổ kia đi. Rồi giờ để đây. Nếu mình còn mua gì nữa không ta? Hôm nay là thứ tư, thứ năm, thứ sáu với lại chủ nhật là ông kia ông bán. Hay là đợi ông kia bán? Chắc đợi ông kia bán, là đợi ông kia bán mình đi mua một cái set cổ. Là cái này nè các bạn. Xong rồi mình mua một cái set bô nữa thì nó mới ra thoáng. Chứ từ đây nó bị hẹp xong ra cái bô kia thì nó cũng không có nhiều đúng không? Ừ, hợp lý á. Giờ mình đi ngủ đi. Vô xe mình ngủ. Ủa tên này dễ đi lắm nha. Tuyệt vời. Ê, quên tắt máy xe rồi. Tomorrow for sure. Hello thứ sáu. Ok thì mình mới vừa ngủ qua một ngày. Thứ năm mình không có làm gì cả. Vì bây giờ trong đầu mình chỉ có độ xe với độ xe thôi các bạn. Bỏ qua đây. Nổ máy. Vô thành phố. Nghe cái lướt nhạc là thấy nó đã muốn đua xe rồi các bạn. Nhưng mà... Trời ơi. Nó nhảy vào bài thứ 35 rồi. Cái gì? Cái nhạc nó nhảy vào bài 35 rồi. Như năm mấy bài hay gì á. Đây mình dẫn các bạn đi đường tắt của cái đường tắt mà mình hay đi. Nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi các bạn đi qua cái ngọn núi này. Dễ bị chết. Nhớ bật gài cầu nha các bạn. Đây, bây giờ các bạn sẽ leo núi. Ôi. Lùi. Được, được, được. Mấy em cứ dậy không á. Xuống nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ ghé anh trai này để mình cúng tiền cho ảnh. Mình phải cúng 5.000 đô. Giờ tôi có 1.800 mà. Nhưng mà tôi sẽ cúng cái nào rẻ rẻ nhất thôi chứ mắc không có tiền. Đây rồi, anh trai đi rồi. Tắt cái gì không biết nữa anh ơi. Mấy cái bộ này nhìn ngon quá. Cái gì 16.000 Newton mét á. Nó vàng ghê dữ vậy. Ờ, ghê vậy. Mấy cái này mình mua được rồi mà mua làm chi? Mình cần máy, mình cần cái xe mà nó đang mạnh hơn chứ mình cũng không cần... Individual Throttle 1.300 mắc quá. Này thôi, em mua cái đồng hồ về gắn chơi.
Để coi đồng hồ báo số cũng cần báo số có gọi, báo số có gọi báo cái bút. bút Cái này nè, cái báo tua nè, báo tua nhìn nó ok. Này là digital, này là tốc độ. cái bút báo Ủa mà báo xe mình bút nó có turbo không vậy? Chưa mà. à Ở thì đó thôi có báo cho turbo đâu, mua báo nó bút chi. đi. Cái này để dành báo turbo mà. Thì báo cái tốc độ đi, tốc độ số. Chi. Có cục này ngon nè, cục Ủa này ngon nè, mà không biết thay vô mình biết tuôn không. Thôi để em mua ủng hộ ô anh cái ô bộ cổ góp ha. ô xong rồi Rồi mua thêm mua cái nitro, ai mua nit để coi trời ơi nitro nitro màu, hai cái bộ này là hết tóc tôi tan vậy anh, tóc màu tóc màu anh ơi, bốn màu đi anh, mua Thôi sẵn, mua sẵn mắc lắm, titan. mắc lắm. Cái này là sơn sơn metallic các bạn. Cái Nitro cổ gầy đâu ta, đi chơi kìa, thôi cái cổ đâu mất tiêu rồi, đó là mày ở đâu cái đây tính lò là mày mâm lấy rẻ kìa. ha, mà mâm mâm này xấu như quỷ gì á. Different đồ không, không cần rồi, vậy thôi mua ủng hộ như đó thôi ha. Nào Anh mua mua 5 thêm ngàn cái này anh đồng mới về hồ tiệm ra báo kia tua đi. giùm đi Ông mua đeo cái mấy bộ cái lò, ông đeo mấy cái lò kia kìa. không, ông này không có bán. Tạm thời là ông không có bán mấy cái đó, ông kêu nào mở tiệm lớn mới bán, còn giờ ông bán mấy cái này trước vì nặng vốn quá, hết vốn rồi. Đây là cái trời Quá ngon đỉnh. Ồ, thế rớt cái cổ bồ. Bóng bồ. Rồi lụm nó gì căng. Cái người khác đi tới lụm. Nè nó còn kìa. Nay cái này là các bạn, xăng nó giảm vào ngày thứ năm, nó giảm 5% nay thứ sáu rồi. Ủa, cái đó là 5 đô hay là Giảm 5%? 5%. 5% nó sao giảm 5 5 5 đô được. Em biết, em thấy cái biểu tượng nó giống chữ đô. Chàng bên luôn Ngốc. hả? Sao chàng được, sao chàng được. Gỡ luôn. Bơm vô luôn. Điều đi. Các bạn đừng có tính vật lý trong mấy game này, tại vì lúc nãy mình mới đi cân thử cái hộp số của mình là 100 kg, cái bánh xe của mình mỗi một bánh là 23 kg, thì coi như là nguyên combo đó gần 200 kg trên xe mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình mua đồ, những ngày Mang tháng làm lụng vất vả để mua chai này lụm cái để trong thùng hỏi đi dọc đường nó bất ngỡ. Mâm này đẹp nè. Hello mấy anh. Ê mình muốn này mình gắn lên xe bán tải mình được luôn á. Cho em bán cái cây này nha. Em mua lên em bán. Mua mấy cái chai sơn Mua mua kìa. mua bán cho em Mỗi cây lần này chấm quên. dĩa xét kìa. Mua cái gỉ sơn lại cái nắp. Mua hai chai mới đủ. Không còn con trai hả? Mua hai Đâu? bé. Ủa? Hai mà, còn cánh cửa đó mà. Đó. Cánh cửa mình dùng rồi mà. Còn cánh cửa bên kia nữa. Cái đó đi, giờ mình lựa bô đi. Bô này Ủa? được nè. Lộn cái này lon. Dịch bô Lon biết lon, cái bao. này là lon zin. Lon zin nhìn nó em á, cái lon này là lon nổ thấy to nhất nè, tại vì nó Phá nhà. bự nhất Lon phá nè. Trời ơi, hoàng. titan Titan kìa. luôn. Nó có cái gì bên trong không? Cái mình nó có cái ống không vậy? Rồi, còn gì nữa không? Này là dán kính này đúng không? Hết rồi. Sơn là sơn không? Sao Sơn mà ông anh ơi? màu gì đó? Ấy bỏ ống Sơn kìa, màu hả? bỏ ống kìa, Sơn bỏ màu ống. đen. Sơn Bỏ màu đều vàng á. 20 mà, ở dưới, ở dưới, ở dưới. Ồ, Thôi còn mắc mà mình quá hai làm chi làm biến. Có cần là cần cái này, nhưng mà mình đi đua để mình thắng thì mình, anh à. nghĩ Mua là mình phải phụ, cần cái mua liên cái. quan gì Mua phụ. bô, không biết độ lên xong nó mạnh hơn hay không. Cái này trong này nó không có Đỏ luôn nè. Cái này sơn màu gì vậy bí ta, sơn màu hỏi đỏ không? kêu. Bim, bim màu đỏ được. Mua Bim màu xanh không? tầm 3 bình á, mấy Mỗi bình mỗi mà trái hình là như một mỗi ngày nó cái bán 1 bình đó em ơi. giờ mỏi. Lỡ rồi mua đi. Ê, lỡ rồi mua đi rồi hôm sau mua tiếp. Nè Mua review mua ghế, mua ghế. ghế chi mày, tốn tiền để 900 mấy để dành mốt mua đồ đổ, mốt mua đồ này mua được nè. Gắn cái đó giờ còn bán Cái tải. gì? Gắn gắn bán tải được. Rồi, Đèn neon. về nha, quan anh nhiều. Để em về em đổ bô em nẹt nẹt được chơi coi. Rồi gắn được dữ Ủa chưa? gắn đâu vậy? Anh kêu nó gắn được. Đó. Rồi bú. Đùa với tôi. Em đùa với tôi.
đèn lên. Intensity. Từ mở đèn lên. Mở đèn luôn. Anh thấy gì vậy? Anh on chưa? Rồi. Ủa, ký sai cổ rồi hả? Đây, RGB đây. Rồi, ok đó, đẹp rồi đó. Trời, bán tải xe đi cày chứ không phải này kia chứ đúng không? Yeah. Nhớ nhớ có rồi xong nha. Đẹp quá. Đó, thùng xe mình nè các bạn. Nó kêu mình mua cái trailer là mua cái này nè. Để coi trailer mình nó yêu cầu, nó đang yêu cầu mình mua hai cái. Cái dolly là cái này và cái này là cái trailer small aluminum, thì cái này để đi chở đồ các bạn. Còn cái này là để đi chở xe. Còn trong này nó bán đồ trang trí đó. Cảm ơn anh trai, thêm mới gắn đèn đậu cho người ta dòm được chơi. Giờ mình mua cái bộ, mà cái bộ turbo bên ông nó bán mắc quá à, 1000 mấy là không có trả góp nữa, không có vay được nữa chứ. Coi bên này còn bán mua được gì không ta? Thôi mua đi chơi xài đỡ đi anh. Nitro mua hai này thôi nè, mình mua nitro hình như là mua xong rồi mém không đủ tiền đó. Bộ này này mắc quá, mà bộ này bộ giải nhiệt cho turbo để bạn mua, cái này là phải mua combo luôn. Có mua cái này nè. Em biết có cái gì mình mua nữa à? Gì? Cái nấm cần sống mà. Cái xô đi, mua cái xô đi. Mà mua có làm sao để tuôn được, mình có biết tuôn, mình có đồ đâu mà tuôn. Ai biết đâu là nó tuôn sẵn. Hảo, không có đâu. Ôi Spacer về lắp bách. Có bán con heo nè, heo nhìn ngon quá nè. Ê, mình mua từ từ, mình mua heo trước không? Không, mua dĩa đi anh, dĩa xì, dĩa rỉ, heo thắng, gỡ mà. Đâu anh nhớ anh thấy mà, anh nhớ thấy lúc gì thấy hai cái mà. Ủa dĩa bên kia bán mà. Ở bên kia bán, bên này không có bán. Bên này chỉ bán heo thôi. Heo với ốc thôi chứ không có bán mấy cái kia. Cái bình sơn đúng không? Cái bình sơn. Ừ, bình sơn nhưng mà bình là sơn metallic, sơn sơn bóng. Để coi không có bán thêm. Đi đi ngó thôi. Giờ nó mua mua cái này hả? Ôi. Tiền đâu mua? Đủ. À, ủa, mắc gì? Đủ gì? Mắc gì? Ăn mấy đồ ra đủ. Anh nghĩ là mua heo để dành, tại vì một lần ông bán, ông sẽ bán hai con, lần sau mình mua hai con là đủ bốn con. Chắc gì phần sau của anh là phần đĩa. Lép, lép. Anh nhớ là phần đĩa. Chắc gì bên trong là phần đĩa. Rồi thành phần đĩa. Thôi đi về, đi về, đi về. Rồi được, được, em coi tôi chuyên nghiệp là tôi chuyên đi đường này, đường tắt của tôi đó em. Đường tắt mà đi chậm được không? Gài cầu. Ừ, gài luôn mà. Quên đó. Sao rớt được mới được. Ôi trời, cái xe nó chạy đậm ghê á. Ờ, người ta cắm lại cái biển báo rồi các bạn, cái biển stop hồi đợt mình tông á, nó bị xéo rồi, người ta cắm lại rồi. Mình thấy có dán cái giấy chửi nữa. Không, tổ trang nào tông méo biển báo. Các bạn hóng xem cái tiếng bồ xem mình nó khác không. Bây giờ để mình thử thay cái lon trước xem có cái tiếng nó khác hay không. Xong rồi mình thay cái một cái tháo đường, thay cái lon tháo dễ nhất. Tháo cái lon. Mình chưa bao giờ thử tháo cái lon bô ra mình tháo cái nổ mình nẹt cho nó nghe tiếng máy như thế nào ha. Nghe rè 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 rè. Nghe ốc nổ mà. Đó, đây là những ngày tháng mình thưởng sau những ngày làm việc vất vả các bạn. Vất vả quá đi chứ. Sẵn đâu rồi cái khóa. Vô. Tháo cái lon nha. Tháo cái lon. Đây. Cái lon có con ốc rồi.
lon rớt đầu. Thử được. Ôi như nó tháo nhiều nữa em. Chưa bị tháo nó dính luôn cái kia nữa ta. Ủa? Giờ là nó dính luôn cái... Đấy. Muốn tháo cái lon rồi tháo. À đây 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 còn con. Tôi tưởng có một bên hay gì. Rớt vào đầu. Rớt đầu. Rồi. Không dùng cái tháo được rồi nè. Giờ các bạn thử nghe tiếng bô ha. Ủa mình đang nổ máy mình tháo được không ta? Đang. Chắc được. Chứ trời ơi, hơi bị ấm. Ủa này tiếng máy mà. Ủa này tiếng máy mà. Ơi, nó rớt cái bô ra. Rớt cái bô luôn rồi. Hình như những cái tiếng nó khác đúng không? Anh lanh lắm, cho lại thử nghe tiếng bình thường rồi. Ờ đúng rồi nè. Ờ nghe nó ấm hơn nhiều. Đu ai tính ra biết lúc đầu mình tháo ra cho nó nghe cho nó đã. Tháo sang thấy bạn. Gắn cái lần, gắn cái lần. Ủa khi nào chạy tháo sang không? Ủa? Vẫn vậy. Đây là nó khác gì đâu. Ờ. Vẫn vậy. À. Ấm, 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 ấm. Đã vậy. Từ từ gắn cổ, gắn cổ. Thì mình cứ gì cũng phải gắn cố định luôn mà mấy đứa. Ờ ha. Ủa gì mấy đứa, mình đâu còn test cái bộ cổ với lại cái bộ jean ở đâu. Bộ jean này muốn tháo ra lúc nào cũng được. Vậy vấn đề là tắt máy đi nè, chứ nóng thấy bà luôn á. Hồi tí nữa bị bọc tay. Rớt cái bô thôi. Hay gắn con rớt cái bô rồi. Thôi giờ tháo hết nè, giờ tháo hết nè. Tháo hết xong rồi anh thử cái cổ xịn với lại bô dợm. Hảo. Có mẹ em nghĩ mấy cái đồ này là đồ jean đó là. Ủa hình như cái cây kia là nó đâu có cái bầu rồi đúng không? Không. À chắc nghe khác nữa. Khác. Nè ở đây nó còn có cái bầu ngay đây nữa nè. Nè một cái bầu đây đúng không? Xuống đây có một cái bầu ngay cái chỗ chỗ cổ cổ góp nữa nè. Vậy là mình giờ mình thay cổ xịn cho ngoài thay bôi dợm. Thử thử đủ rồi. Trời ơi chụp đi. Chụp đi. Món cớp ra. Chụp gì để sơ cua vậy? Mốt lủng cổ vô kia mình gắn cái này vừa. Không kinh nghiệm mà. Chạy khóa đây. Lũng. Mấy con vậy? Hay là bốn con? Giờ mình thử mình tháo nó mình nổ máy xem như thế nào nè. Hồi trái máy nổ máy luôn. Rớt xuống bóp luôn. Hết chưa ta? Bốn con, đây còn bốn con. Nè cái phần cổ góp nó có nguyên cái bầu luôn nè. Rồi, nổ máy, nổ máy. Rồi nổ máy thử anh. Đi cùng máy, đi cùng máy. Đu. Nghe cũng vậy à. Ê nó ra khói ngay đây luôn nè. Nẹt nẹt nẹt. Nẹt cái gì hư xe mày. Hư sửa. Cái thằng ngồi kế bên. Ừ, xuống bậy bạ mà nẹt nẹt cái gì. Giờ gắn này vô nổ tiếp nè. Đúng rồi. Thôi. Em hiểu ý tôi á. Nhìn đảo rồi. Muốn chạy vậy. Hỏi đi. Ừ, nói chung nhạc là game này nó cũng không có làm thật tới cái mức kia đâu các bạn. Nhưng nó chỉ khác là cái lon bô thì ok. Ống bô thì... Nhưng mà nó chịu không đổi tiếng là hay rồi đó. Ờ, nó chịu đổi tiếng là ok hơn nhiều khối game khác các bạn ơi. Rồi, chứ có mấy game đó, nó làm gì gì được vậy đâu. Ê nó khác nè. Khác khác. Nghe cái tiếng đều hơn nhiều. Tiếng đều hơn. Đu. Ê. Ê nó khai. Nó khí vậy khí chứ. Đúng ra nó thật ghê á. Không mấy giờ mình để gì mình chạy luôn đi. Thôi quà. Không. Cái gì xe nó cũng cũ được ha. Mỗi cái bô là nó mới. Đó, bây giờ lên đẹp máy cái rớt cái bô. Cái khóa đâu rồi. Rồi con ốc đâu. Nè à. Quên rồi. Anh nhớ là ở này ba con à. Còn ở giữa nữa. Đúng rồi. Ủa? Ê, cái bộ của ông này là xịn nha. Thấy nó khác không? Màu khác không? À, màu chắc hẳn. Ờ, à, còn này màu nó... Trơn á anh ơi. Ủa? Bị dụ đó.
Rồi, thử thêm mấy cái con nữa. còn con ta đâu, con của cái kia, con của cái lon, còn con kìa áo em vậy không có chạy được cái bộ xe tôi. Nghe cái lon là hai hai con nè, đúng rồi nè, không nghe lời ngoài là rất rất cái lon bây giờ thử à, nghe đều hơn nữa rồi đó, nói chung là nó đều hơn nữa. Đã vậy. Giờ lăn gắn lon zin đúng không? À, đúng rồi, gắn lon zin vô. Em quá vậy. Ok, mình lên xe lại rớt xuống à. Phải bắt ốc vô mới chịu. Nhưng mình nó rớt. Để anh thử bắt ốc vô bắt bắt cho 100 luôn nó mới chịu nha các bạn, chứ mà gá gá nó cũng không chịu, nó rớt nẹt nẹt là rớt á. Kìa. Ê mà tính ra cái lon nó ém ghê luôn á. Nhưng mà để coi có bắt file được không? Tiếng máy nó liền hơn, nó đều hơn rồi. Có. Vậy nếu mà thay cái lon vô. Mày. Ăn đổ nữa. Đỉnh nha, đỉnh nha, game đỉnh nha, game đỉnh á. Nó lẹt quá sớm. Chơi xe là phải đổ bô. Cái gì nó cũng reset. Có mỗi cái bô nó nhắn tin. Nói vậy em, nói vậy em. Nói vậy đâu được em. Để chơi xe đổ bô trước. Dục. Bao em, bao em. Lon nó bự. Ừ, nó hơi bự á. Rút nguyên cái bàn tay vô không được. Này phải thay máy nữa, này phải có tiền lên máy, lên turbo nữa. Chắc lên máy trước nữa, lên turbo sao á. Cái này không phải full system rồi. Cái này mọi thứ không vào. Rồi. Full đồ mới rồi đó. Rồi, nổ máy nè. Ui, to. Ê, nhưng mà khi mà gắn nguyên một bộ full rồi thì anh ít nghe backfire, còn lúc đầu mình để kêu kia nghe backfire nhiều vậy. À. Mấy đứa có để không? Để cái lon zin vô. Lúc đầu mình chỉ để mỗi cái phần hình như lúc đó là chưa, lúc mà gắn mỗi cái bộ góp á, cổ góp á là backfire quá trời luôn. Nè các bạn coi nó ê mình đi cân nó coi nó bao nhiêu. Nó 50 kg. 22 kg. À quên cân hả, quên cân bộ. Thôi làm cái ok đi. Cái nhẹ hơn. Nhẹ hơn chắc rồi đó. Cất vô. Sao cái đèn nó mới dữ vậy trời. Bảo đèn nó mới ghê luôn. Cái đèn xong cái coi, coi cái lon này nhiêu. 10 kg. À mấy kg? 12. Tiếng nghe đảo à. Tiếng nghe đảo à mấy bạn ơi. Tiếng này nghe ngủ tôi bị ngon. Tiếng này đảo à. Còn gì nữa, còn cái nguyên cái ống này. Ống này cân cái gì trời. 35, trời ơi. Không, bây giờ xem mình, anh chắc chắn một điều là nó có thể chạy nhanh rồi đó. Tại vì nó nhẹ. Anh đang cái đường. Nói đẹp. Ê, nó trang trí luôn nè. Đẹp. Anh đang cái đường kia. Anh ơi, chú nó chạy có nhẹ hay không? Anh phải sơn thay à, thử kia. Ồ, lệnh nào liền. Ê, tính ra là nắp cái bô, cái cản sau mình màu đỏ sẵn rồi nè. Giờ mình sơn cái gì trước? Sơn cái nắp đó. Cái nắp. Đấy, nó sơn từ từ kìa. Cánh đó, mấy cánh đó. Ủa, cánh ngắn. Ủa là anh đè hay là anh sao vậy? Anh đè, anh đè, anh đè. Sơn xong rồi đó, sơn xong rồi đó. À, vậy là mình sơn lên màu từ được. Ờ. Ok. Ok. Là cái nắp anh. Còn mới là 100. Cần hai cánh cửa. Mình đi nơi cái cần cánh cửa. Mới hai cái không không nó nhảy về không không không? À, thì cái một cánh cửa là nó mặt sơn. Ủa sơn nó mặt sơn gì trước rồi. Nhìn thì lý do tại sao nó bán một bình rồi đó. Đủ nguyên xe.
ok, cản đúng màu rồi. Tức là màu zin con này màu đỏ mà. Rồi. Cái nóc này sơn màu đen mới đẹp. Này sơn màu đen mới đẹp. Này sơn màu đỏ không đẹp. Thiệt. Cái nóc màu đen mới đẹp. Ôi xe đỏ lẹ ghê mày ơi. Thiệt. Để gì lỡ đi từ từ. Đúng không? Để mốt màu đen á, để đi lượn vòng thử chơi coi. Đang trên đường nào? Chuẩn bị. Cái bên tay được á. Ủa bên tay mình đâu có dở lên đồ kéo. Ê xe nó nhạy hơn á quà. Ờ xe nó chỉ nhìn thôi. Tay mình đang số lùi quà. Không, số 1 phải dần nhạy nha. Hơi lì. Có, nó thoáng lên được chút. Thấy là đường kéo nhìn chút. Năm số. Hôm bữa là mình anh nhớ là con này 140 max speed đúng không? Đua xe mình thắng nó không ta? Năm tư nè, lên số nè. Lên. Phải lại phải sớm. Anh qua cái đường ra cái gì? Nằm đâu ta? Bên này. Bên này nè. Bên cái nhà máy đúng không? Bên này nè. À đúng rồi, bên cái nhà máy. Trời ơi. Ê, có ai để ý gầm đèn sao mình đó. Mày tưởng xe, mày thấy xe tao màu đỏ thì mày tông xe tao hả mày? Đồ chó. Mày tông đi mày. Mày lên số nó nổ cái bóc cái nè. Đó, thấy không? Mày đề mới thấy đỏ. Đều nhiều tiền chứ. Mày nghĩ nó ăn cơ. Hay là nó bỏ cái bóc rồi. Nó đang bay cái kia cái gì. Trăm luôn á. Xe nó hơi 200 nó hơi vừa nó bay bay ghê mày. 200 đường luôn á, 200 đường luôn á. Được 200. Chưa được. Chưa. Oh shit. Oh. Ấy da. Trời. Bụng sao nó lọt giữa cái hộp à? Chưa, nó từng qua, nó từng qua. Gần được 200 rồi các bạn, nhưng mà không được 200. Để bình thường mình lấy trớn, mình bắn về kia nó sẽ có được 200 nữa không? Má ơi. Thôi mình nghĩ mình không nên chạy nữa các bạn, tại vì cái mức độ stress mình nó đang cao quá rồi. Phải chạy nó mới giảm chứ anh. Rồi lấy cái tài đi anh. Kệ nó vô. Kéo con này chắc con này hư bung cái nắp, bung cái gãn sao quá. Cái màu nó tươi hơn cái màu xe mình đó. Trời. Lúc nữa ta. Thì một cầu trái giấy. Ê, anh nghĩ nó lên khó quá à. Không, anh kéo đi, anh hỏi lên vậy. Lên được, nó đang lên hết.
xe nó khổ thì chứ. Xe không khổ mà chủ làm khổ nó. Ở tay được rồi, tay gặp tay được rồi. Nhúng rồi, nó nhúng rồi, nó nhúng. Hư phục hết. Ở ngoài là banh cản trước như mình biết rồi, ở ngoài là banh cản rồi. Anh coi cái banh sau nó là banh gì? Dĩa. Anh đĩa. Đĩa, heo nè. Trời ơi, đồ xịn. Nhưng mà banh sau không rỉ, banh trước mới rỉ. Anh chưa gạt. Rồi thôi. Kịp 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 kịp